Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Trưa hôm nay á, mình có đi chợ và mình thấy cái cô kia bán rất là nhiều sam. Thì mình sực nghĩ một cái ý tưởng, đó là mình sẽ làm cái món sam nướng. Các bạn có biết con sam không? Đây, đây là sam. Đây là con sam nha các bạn. Không phải nướng sam này đâu nha. Nè, mình sẽ nướng sam này, nốt sam này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem con sam ha. Nè, cận cảnh của con sam luôn nè. Thấy nó ghê chưa? Thì theo như mình được biết á, thì con sam này nó có niên đại từ ngang với khủng long luôn á các bạn. Từ hàng chục triệu năm trước luôn. Và nó không tiến hóa nha. Nó mà tiến hóa chắc nó thành quỷ luôn rồi quá. Đây nè, mặt trước của nó nè. Mình mua con này nó còn sống nhăn răng luôn nha các bạn. Tuy nhiên là mình không có nướng sam bằng vỉ như bình thường nha các bạn. Các bạn biết vì sao không? Tại vì mình tìm hoài mà không có thấy được cái vỉ ở đâu hết á. Cho nên thôi mình sẽ lấy dây kẽm để mà mình thay vỉ ha. Và cách này nó khá là độc đáo mà mình cũng không biết là có được hay không nữa. Các bạn xem nha. Mình đã xếp được một đống than rồi nha các bạn. Ủa? Như bị dính gì? What? 2000 years later. Rồi sạch sẽ hết rồi nha các bạn. Hồi nãy mình không biết là mình bị dính lò nghẹ. Mới vừa đi rửa mặt xong đó các bạn. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ căng cái sợi dây kẽm ra để mà mình làm cái vỉ nướng ha. Mình có chuẩn bị sẵn 6 cái cây nhỏ này nha các bạn. Sau đó mình sẽ cắm 6 cây này. Đây nè, 1, 2, 3 bên đây, 1, 2, 3 thành 3 cây đối xứng á. Sau đó mình sẽ lấy cọng kẽm mình bắt ngang lên. Đó, để mình làm một cái vỉ nướng nha. Rồi mình đã chế tạo xong cái vỉ nướng bằng dây kẽm rồi nha các bạn. Đây là vỉ nướng tự chế. Không biết là lát nữa mình bỏ mấy cái con sam này vô đây nó có lên đây được hay không nữa. Không biết nó có bị rớt xuống dưới đây không nữa. Nhưng mà mình thấy là chắc là được á. Để coi thử coi như thế nào nha. Rồi đốt lửa lên thôi. Rồi đã có lửa rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi cho than nó hừng hừng lên một xíu. Rồi sau đó mình sẽ nướng mấy con sam này luôn nha. Nãy giờ mình ngồi đợi than nó hừng hừng lên mà trời nó sập tối luôn rồi các bạn ơi. Thì chắc bây giờ mình sẽ đi vào kia và mình lấy thêm một cái cây đèn đem ra đây chuẩn bị nướng con sam này ha. Than nó đã hừng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ con sam này lên mà mình nướng ha. Mình định làm cái món sam đu dây kẽm. Cuối cùng các bạn thấy không? Nó rớt dưới đây luôn rồi. Cái này là chắc là sam chui hầm rồi nha các bạn. Rồi để lát nữa nó chín á, mình sẽ lôi nó lên và mình mắc nó vô trong mấy cái sợi dây kẽm này một lần nữa nha. Mình nướng nãy giờ á, chắc bây giờ nó đã chín rồi nha các bạn. Nó bốc khói quá trời luôn nè. Đây để mình để gần lại cho các bạn coi ha. Nè. Đó. Cái con này thì mình hơi quá tay xíu cho nên nó khét luôn rồi. Còn cái con này thì vừa. Đây, còn cái con này chắc là khá là ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một ít hành mỡ lên Rồi bây giờ mình thử cắt một con này ra ha, để xem coi nó chín chưa. Nó khét luôn rồi các bạn ơi, nó khét một bên luôn rồi. Đó. Ôi quá trời thơm luôn. Đây mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem ha. Ôi nè, thấy chưa, nó bốc khói ra quá trời luôn nè, siêu đã luôn. Đó. Ôi ôi quá trời trứng luôn các bạn ơi. Ngon nhức nách. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ để nó lên trên cái bếp lửa một xíu nữa, rồi mình sẽ lấy hành mỡ mình chét lên nha. Ôi ôi siêu ngon luôn. Rồi, mình cắt nó ra nha. À, cắt cái miếng này ra đi. Ta-da! Mình có làm một ít hành mỡ nha các bạn, nó đang sôi nè. Mình sẽ lấy hành mỡ này đổ vô trong cái con sam này nha. Rồi nãy giờ là mình đã chét mỡ hành sắp xong rồi nha các bạn. Các bạn thấy nó không? Nó sôi lên nè. Nè, đó, nè nè, đây nè, nó sôi bụt lên nè. Có mỡ hành vô thì nó làm cho con sam mình nó đỡ ngán, với lại nó ngon hơn nha. Đó. Rồi, xong. Bây giờ cho nó nóng một xíu rồi mình lấy xuống mình ăn luôn là được rồi nha. Ok, cuối cùng cũng đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món sam nướng này ha. Nè, các bạn có thấy không? Siêu ngon luôn nha. Đó. Rồi, bây giờ mình thử một miếng coi mùi vị của nó như thế nào ha. Khá là ngon. Cái mùi của hành mỡ á, hồi nãy mình có cho vô một ít cờ no á. Nó hơi mặn mặn xíu, cho nên nó ăn chung với lại cái món trứng sam này nè, nó rất là đậm vị luôn nha, siêu đã luôn. Là một muỗng có đầy đủ hành mỡ luôn nha các bạn. Ngon quá. Mua sam á, mình phải lựa sam trứng ăn mới ngon. Còn mà sam thịt đó thì thịt nó ít lắm các bạn, nó vừa ít mà nó vừa mặn nữa. Cho nên hồi đó giờ á, mỗi lần mà mình muốn ăn sam á là mình toàn là mua sam trứng này không à. Nhưng mà các bạn phải lưu ý nha, sam nó có hai loại, đó là con so với lại con sam. Con so á, mình ăn là mình bị ngộ độc á, ngộ độc dẫn đến tử vong luôn á. Cho nên các bạn nào mà muốn biết con sam với lại con so á, thì mình căn cứ vào cái đuôi nè. Cái đuôi của con sam á thì nó theo cái kiểu hình tam giác, còn cái đuôi của cái con so á thì nó là hình tròn. Đó, đây nè, các bạn nhìn cái đuôi là các bạn biết con so hay là con sam liền nha. Rồi thôi mình ăn tiếp đây. Ngon quá. Còn hai con này chắc là mình kêu thằng Duy với lại thằng Linh nó ăn phụ, chứ một mình ăn không hết. Rồi mình sẽ cho các bạn xem coi cận cảnh của những cái trứng của con sam nha. Rồi đây là cái món trứng sam nướng nha. Nè các bạn thấy không? Khá là hấp dẫn ha. Hồi nãy mình bỏ một ít hành mỡ lên đó, cho nên cái màu của nó giờ cứ xanh xanh vàng vàng, rất là đẹp ha. Rồi mời mọi người nha. Chắc là mình sẽ cố gắng ăn hết cái con sam này, rồi còn hai con còn lại á mình sẽ vô kêu Linh với lại Duy nó ăn phụ ha. Tại nhiều quá ăn không hết các bạn. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.